Xin chào cô chú và anh chị. Hôm nay thì Trịnh sẽ giới thiệu cho cô chú một lô đất tiếp theo ở khu vực Lương Sơn cô chú nhé. Đấy, hiện tại là có tròi này, có cà phê này. Chủ nhà đang cần bán. Với giá là chỉ có mỗi sào là chưa được 30 triệu cô chú ạ. Bán rất là rẻ luôn. Và có đầy đủ mọi thứ hết rồi nhé. Có tròi này, rồi đất là đất đỏ này. Bây giờ thì mình sẽ mời cô chú đi theo mình đi vòng quanh một cái đám giấy của thằng em này nhé. Hiện tại là mình đang đứng ở dưới giấy. Đây, ở bên dưới này là dưới khe rồi, đi xuống là dưới khe rồi. Bây giờ thì mình sẽ qua bờ biên bên này rồi đi lên, đi vòng một phát nhá, thử xem nếu mà, nhưng mà rộng quá mình cũng không đi vòng được đâu, bởi vì là cái mùa mưa này á, bây giờ là cỏ nó cũng nhiều cho nên là mình không đi vòng lại. Tí nữa mình sẽ quay cho cô chú xem, nhìn từ trên cao nhìn xuống thôi. Bây giờ mình đi theo cái đường mòn này đi ra đến cái bờ biên bên này. Đây là cái vườn vườn bắp này, còn bên trên này là chủ nhà trồng cà phê này, cà phê là cũng đã được thu rồi. Tổng diện tích của giấy của em này á, là ở trong bìa là 2 hecta 7, nhưng mà ở ngoài thì phải hơn 3 hecta cô chú nhé. Đất là đất đỏ. Ở khu vực Lương Sơn thì trên cái đường vào đây á, thì trước đây mình có làm một cái video rồi, cái đường vào đây thì nó chỉ mấy trăm mét nữa thôi là đến giấy, là mấy trăm mét nữa là đi đường đất á. Còn bao nhiêu là đường bê tông đi vào đây rồi. Ở bên dưới này là có một khe, cái ao để tưới cà phê là ở dưới kia. Đói. Tiêu là cũng của chủ nhà luôn. Là từ đây đi lên, phía này nó hơi dốc một xíu, còn bịch trên này là bằng, chỗ cà phê này là bằng. Cái chòi là ở dưới cái giấy luôn. Đói. Cô chú và anh chị nhớ xem tham khảo nhé. Bây giờ thì mình sẽ đi qua bên này, đi một vòng đi lên trên đỉnh giấy luôn. Mình không đi hết được đâu, bởi vì là đây bờ biên là đến chỗ cà phê đây cô chú nhá. Đấy, chỗ cà phê từ đây thẳng đi lên. Đó, tổng diện tích là 2 hecta 7 ở trong bìa. Ở dưới này là có trụ tiêu này, trụ là toàn trụ gỗ luôn. Cô chú mua về là chỉ có biết là mua giống về trồng thôi. Tưới là cái ao ở dưới này. Ao ở dưới này mình không xuống được đâu. Tí nữa mình quay flycam cho cô chú xem này, cô chú sẽ hình dung ra được. Bây giờ mình không thể đi vòng hết được bởi vì nó rộng quá. 3 hecta mấy thì mình đi vòng hết thì chắc một buổi ấy. Mình đi vào cái vườn cà phê quay cho cô chú xem nhé. Cái vườn tiêu ở dưới này thì cọc người ta đã trồng sẵn rồi, chẳng qua là không đi vào đây chăm được cho nên chết hết. Cô chú mua về là chỉ có mua giống về trồng thôi. Tưới là từ cái ao đi lên á, là 4 cuộn ống là đến giấy rồi, là đến vườn cà phê đây rồi. Mình đi vào cái vườn cà phê trong này. Cô chú thông cảm nhé, bởi vì rộng quá mình không đi hết cái bờ biên vòng được cái đám giấy của em này. Hiện tại là, đó cô chú có nghe cái máy đang phát không? Họ đang phát ở ngoài kia. Hiện tại là chỉ còn 2 mẹ con thôi. Đấy. Và thằng con trai là bao nhiêu là thằng con trai làm hết, không làm hết à. Bây giờ là với lại ở ngoài nhà cũng nhiều việc á, cho nên là thằng em trai này muốn bán đi. Mẹ thì cũng già yếu rồi. Đấy, bên này là bằng này. Đấy, tất cả là cà phê hết. Còn bên kia là, thì nữa mình sẽ qua cái chỗ mà họ đang phát cỏ, là có trồng một ít đậu phụ. Đấy, là từ đây đi xuống. Tổng diện tích là 2 hecta 7, là ở trong bìa. Còn mà ở ngoài á, là thằng em nó nói là còn ở ngoài là hơn 3 hecta, là chủ nhà chỉ có bán với giá là rẻ chưa từng thấy luôn cô chú, chỉ có 800 triệu thôi. Trước đây mình cũng làm một cái video là cũng ở bên Lương Sơn, nhưng mà ở đấy là 2 hecta 6, cũng 800 triệu.
Nhưng mà 226 đấy là ở ngoài, là ở ngoài chắc cứ tầm hơn một tí, mà ở đây là hơn 3 héc này. Thầy em nói là ở ngoài là hơn 3 héc luôn, 3 héc dưới luôn. Chủ nhà chỉ có bán là 800 triệu. 800 triệu thì mình quy ra nếu mà mỗi sào là chưa được 30 triệu. Đó. Cà phê ở trên này là cũng rất là tốt này. Đấy. Cà phê là cũng đã được thu rồi. Điều. Có chòi. Có ao. Đầy đủ mọi thứ. Đấy. Còn qua cái bờ biên bên này là mình quay mấy cái đồi ở ngoài này, bên mấy cái đồi giấy của người anh em người Mông ở bên này là thuộc đất người ta gọi là đắc dít nhá. Cô chú này, mình sẽ quay cho cô chú xem này. Wow, một cái view rất là đẹp luôn. Đấy, ở bên dưới này là anh em người Mông hết à. Đấy, bờ biên là từ đây. Wow, rất là tức luôn. Đấy, bên phía kia là đắc dít này. Mình hãy zoom cho cô chú xem nhá. Đấy. Mấy cái chòi lác đác, những cái chòi của người dân tộc Mông đi vào đây làm giấy này. Những cái khu vực giấy ở đây á là trước đây là toàn của người anh em người Tày mình hết. Vô đây làm hết. Nhưng mà bây giờ thì bán nhiều rồi, bán cho người Mông. Còn phía ngoài kia là bán cho công ty họ chuẩn bị làm chạy heo hay là làm năng lượng gì đó. Đấy. Đây là có cái chòi này. Khu vực những cái đồi bên kia là đất ít cô chú nhá. Đấy. Đất ở bên đấy là họ cũng đa số là trồng màu thôi. Bán là mỗi sào chỉ có 20 triệu đổ lại. Đất là trồng màu, đất đen. Vậy là pha đá ở đây là nó rất là dốc luôn này. Bờ biên của chủ nhà là từ đấy đi ra. Đấy. Đi xuống ở dưới khe cái vườn tiêu lúc nãy mình quay cho cô chú đó. Là tổng diện tích là 2 hết 7 ở trong bìa. Bìa là còn chính chủ cô chú nhá. Chỉ có giá chỉ có 800 triệu thôi. Cô chú nhớ xem tham khảo. Cái số điện thoại thì mình có để sẵn ở trên video rồi. Bây giờ thì mình sẽ qua bên chỗ hai mẹ con họ đang phát cỏ nhá. Để quay cho cô chú rồi mình sẽ điều khiển con phê cam quay lên để cho cô chú xem, để cô chú dễ hình dung hơn. Bởi vì mình không đi hết những cái vòng quay của cái giấy của thằng em này được. Đấy, có sẵn một cái chòi ở đây rồi. Mình sẽ đi vào trong này quay cái chòi cho cô chú xem. Chòi là bằng gỗ này, lập ngói. Đấy. Đây là cái chòi của chủ nhà này. Chòi là chòi sàn, làm bằng gỗ hết. Cô chú mua về là chỉ có ở thôi, rồi chăm sóc vườn thôi. Bên trước cửa chòi từ đây đi xuống là điều. Đấy. Đấy, bây giờ mình sẽ qua bờ biên bên này nhé. Chỗ thằng em đang phát, có hai mẹ con đang phát ở bên này. Chú cà phê họ mới trồng ấy. Bên này là trồng tiêu. Quý cà phê chỉ có ở đấy nó. Có ý đứng này rồi. Yên bài phải lươn mà. Ôi, chỉ có cà phê ở đấy thôi. Cà phê là rất là đẹp này. Lúc nãy mình nói tiếng Tày với cô á. Bởi vì nếu mà mình nói tiếng Việt thì người ta lại nói mình này kia. Mới chỗ cà phê này mới trồng là rất là đẹp luôn này. Này cô chú, nãy mình trên đường mình mua mấy hai lon bịch sữa đưa cho cô ấy. Sữa chín đờ đưa. Cà phê rất là nhiều trái này cô chú ơi. Đây, hiện tại là bờ biên bên này là chủ nhà cũng trồng cây ăn trái này. Như cây này là cây chôm chôm. Nhưng mà chôm chôm này chưa, mùa này chưa chín. Còn xanh, đang có trái non. Đấy, thằng em đang cá cỏ đây.
đó. Cà phê bên này là mới trồng, rất là rộng luôn, cho nên là mình không đi hết được. Bên phía trên này là họ trồng đậu phụng, ống tưới còn để ngổn ngang lên. Cái này là không biết là họ mới tỉa đậu hay tỉa bắp, tỉa đậu. Đây, cà phê bên phía bờ biên này là chủ nhà mới trồng. Nói chung cái giấy này là so với mình á, là rất là rẻ luôn cô chú. 800 triệu mà còn có thương lượng nữa cô chú nhé. Bởi vì thằng em này bây giờ là chỉ có thằng em này làm thôi, cho nên là làm không hết. Ở nhà là còn có đất ở ngoài nhà nữa, cho nên là không làm được. Là muốn bán cái vườn ở trong này. Đấy, cà phê mới trồng cũng rất là đẹp này. Đó. Bên này là trồng đậu phụng, cũng chưa nhổ nữa. Bởi vì là nhiều việc quá, thuê người kiếm người làm lại không có người. Đấy nhá, bờ biên là từ cái chỗ cỏ kia đi xuống 3 hectare 7 thì hơn 3 hectare thì rất là rộng luôn, mà ở trong bìa là 2 hectare 7 thôi. Cô chú nhớ xem tham khảo nhé. Bây giờ thì mình không thể đi hết được, thì mình sẽ điều khiển con Flycam bay lên để cho cô chú nhìn những hình ảnh từ trên cao xuống cái đám giấy của thằng em này nhé. Bây giờ thì Trịnh sẽ xin phép dừng video ở đây cô chú nhé. Cô chú nhớ xem tham khảo. Nếu mà cô chú nào quan tâm cái lô đất này thì hãy gọi cho Trịnh cái số ở trên video nhé. Cô chú và anh chị nhớ bấm like và đăng ký kênh để Trịnh có thêm động lực ra video mới nhé. Cảm ơn cô chú rất nhiều.